vâng, xin chào anh em đang xem kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Hiện tại em vẫn đang sẵn kho hai miền Nam Bắc anh em nhé. Thành phố Hồ Chí Minh là quận 12 và thành phố Thái Nguyên. Tất cả những cái pin uh, Long 450W như thế này. Giá là 1 triệu 600 nghìn một tấm tại kho anh em nhé. Đấy, chiều nay thì em lên một cái combo cho anh Hải ở thành phố Việt Trì của Phú Thọ anh em nhé. Anh Hải thành phố Việt Trì, Phú Thọ có lắp đặt đặt bên em một bộ inverter. Đấy, Sender bộ này thì bảo hành 5 năm anh em nhé. Riêng cái máy này bảo hành 5 năm. Và cái lợi ích của nó là như thế nào anh em thấy không? Đây nè Đấy, nhìn thấy chưa? Đây là điện lưới này. Đây là máy phát ra này, đây là tấm pin mặt trời này anh em nhìn thấy lừ 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 vào này. Nhà đang sử dụng 720W, anh em nhìn thấy là 732W. Nhưng trên hiện trên Watt nó hiện ra 720W được chưa? Và máy làm biến đổi được 670W còn thiếu là 40W thì bù điện lưới vào. Anh em thấy tuyệt vời chưa? Đấy. <laughs> Nếu như mà trong đời thì điều kiện thời tiết tốt thì anh em mình có thể chạy được hai cái máy lạnh 9000 BTU và hoàn toàn free anh em nhé. Hai cái máy lạnh 9000 BTU hoàn toàn free. Không mất một đồng tiền điện nào. Đây em đang cắm cái này. Đại khái là cái lồi cơm này thì cũng tương đương với một cái máy lạnh, nó là 733W và trên app thể hiện là 720W. Mặt trời phát ra là 695W và chỉ lấy lưới 40W thôi, lấy một tí tẹo thôi. Coi như là là, là 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 để mồi mới để nuôi máy thôi. Thế thôi lẽ ra anh em phải trả 733 w nhé nhưng mà anh em mình chỉ trả có 40 w thôi đấy thế thì anh em mình chạy từ sáng đến chiều mà ví dụ có 40 w này từ sáng đến chiều thì nó chỉ mất có bằng cái bóng điện được chưa anh em cứ bật điều hòa thoải <laughs> mái đấy đấy là một cái giải pháp cho anh em để em sẽ giới thiệu về với anh em vào cái máy này nhá đây là một cái máy tên của nó là Senneri đấy bảo hành 5 năm ok chưa riêng cái máy không à, cái đặc điểm của cái máy này là rất bền bỉ anh em ạ à, rất bền bỉ cực kỳ bền mỉ luôn đã bảo hành đến tận 5 năm rồi. cái tấm pin thì nó bảo hành độ 12 năm nữa thì là thành <laughs> không bao giờ hỏng. Đây đến lúc hỏng anh em nhá. Đấy. Thì cái cách đấu lối thì như thế này. Ở đây là cái jack jack city này. City nó sẽ bám vào đây. Đây là cái át tổng của anh em gia đình nhá. Anh em cái át tổng rất dễ hình dung thôi. Cái city là dây trắng là ấn vào số 1, dây đen là ấn vào số 2. Đấy, cái city nó đều có hai dây mà. Dây trắng ấn vào số 1, dây đen ấn vào số 2 và cắm vào. Và kẹp cái city tại cái cái điểm điểm đầu tiên của A tổng bên phía trên của A tổng gia đình anh em nhé và kẹp vào một sợi dây lửa thôi không kẹp vào dây nguội đấy kẹp vào sợi dây lửa thì nó sẽ đo đếm được rằng nhà đang dùng bao nhiêu nó sẽ báo về máy để máy sản xuất cho nó phù hợp sản xuất chỉ đủ thôi không được sản xuất thừa chỉ có thừa đủ mới thiếu thôi ví dụ như trời nắng 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 yếu mà nhà mình xài 1000W mà nó chỉ sản xuất được 50 500W thì nó sẽ lấy 500W từ lưới bù vào. Đấy, từ lưới từ điện lưới nó sẽ mua 500W vào. Thế nếu như trong trường hợp mà gia đình mà sử dụng 1000W nhưng lúc đấy thời điểm nắng to quá nó phát được 3000W thì nó sẽ cái này nó sẽ đọc rằng nhà đang sản xuất 1000W, đang sử dụng 1000W thì nó sẽ báo cho máy và máy sẽ sản xuất 1000W, còn 2000W máy tự hủy không sản xuất anh em nhé Và đấy là cái cách lắp đặt thế thôi. Đây, thế thì cái app này là át tổng của gia đình. Thì bên dưới, bên dưới hoặc bên trên cũng được. Anh em mình lấy hai sợi để sử dụng. Đấy, ra cái ổ này để sử dụng. Ok còn hai sợi thì cấp vào máy đây cái máy này đấy hai sợi cấp vào máy hai sợi lấy ra để sử dụng đấy để để đấy đây đây át tổng của anh em nếu anh em mình có thích thì mua cái tủ điện này em đấu sẵn cho đây rất đẹp rất chuyên nghiệp mà anh em cũng chả cần phải biết đi, biết về về điện anh em chỉ cần biết đọc là được rồi đấy thì cái át đầu tiên này là anh em mình cấp điện lưới vào cấp điện lưới từ đây từ, át tổng nhá cấp một phát vào điện vào 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 cái át này ok sau khi cấp át này thì cái phần dưới của át này sẽ cắm vào máy này, ok chưa? anh em xem video này anh em tự làm được. ok. thế còn điện mặt trời thì đây dương âm anh em đánh dấu vào cái át này, có dấu cộng có trừ đấy. đấy, ở bên dưới của cái át này nó sẽ ghi vào máy, ok. còn điểm cuối cùng nó là cái ct này, nó sẽ ghẹp vào đây, ok xong nhá. thế là xong, vậy thôi. rất đơn giản và rất hiệu quả đấy. và nó cực bền, nó không bao giờ phải nghĩ đến cái chuyện là thay đổi cái bộ lưu trữ là vài năm thì cái lưu trữ nó sẽ hỏng và phải mua thanh lưu trữ khác. Cái này thì không anh em nhé. Ưu điểm của nó rất tuyệt vời. Đấy. Chơi thế nào để chơi cũng vẫn chỉ có như là lấy lưới 40W thôi. Sử dụng 720W. Đấy. 695W thông qua máy là được 670W. Đấy, lấy thêm 40W của lưới và thành 720W. Ok. Nó tương đối thôi anh em ạ, nhưng mà nó chuẩn đấy. Thế thì nó cực bền. Đấy. Đã cực bền và nó như là một cái máy để hack tiền điện và hợp pháp anh em nhé Mình sử dụng điện năng mềm nâng mặt, mặt trời Đấy ban ngày các bác có con có cháu để sồi quá rồi đây này Đấy Các bác có con có cháu của anh em Mà mùa hè nghỉ hè ấy Mà bật điều hòa thì thoát tiền Anh em mình cứ quật bộ này về đây em Ngon bổ rẻ Đây à, Đầu tư tài chính đây Ok anh em Long 450W 8 tấm 1 triệu 600 nghìn một tấm 12 triệu 800 Biến tần 3 kW 8 triệu con máy này Semi này 8 triệu anh em nhé Dây DC 15 m ok 26 000 1 m và 390 000 Tủ điện một cái này là 1 triệu anh em nhé 3, 3 thứ này cộng với một cái vỏ cộng với lại dây dọ nữa đủ 1 triệu anh em Và phụ kiện nhôm 8 tấm là 800 000 Thực ra là nó gồm có là bát Z này có kẹp bên kẹp giữa này Đấy đủ hết cho anh em Về chỉ vì có giá lên máy và ăn luôn không phải làm gì thêm nữa và rất là rẻ thôi, tổng thiệt hại của nó là 22 triệu 990 nghìn Thì nó rơi vào, rơi vào cứ cho là 23 triệu đi 23 triệu mà được hơn 3 kW anh em ạ Đấy, 8 tấm nhá, 8432 Đấy, 5840 nữa là 3600 W Anh em nhé, 3,6 kW và giá trị của nó là 22 triệu 990 nghìn Đối với cái con bò này, trời lắng anh em mình có thể xài hai cái điều hòa anh em nhé hai cái máy lạnh dập liên tục cho em không ảnh hưởng gì cả anh em ạ đấy nếu thiếu thì lấy thêm điện lưới nếu trời dầm ấy lập tức nó lấy thêm điện lưới bù vào ok nếu như thừa cái này nó sẽ báo cho máy và chỉ sản xuất đủ dùng thôi không sản xuất thừa quá là ok luôn đấy à, cái máy này thì cái 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 của nó rất trực quan anh em ạ rất trực quan luôn cái 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 phần mềm của nó cái phần mềm của nó cực kỳ là trực quan và đẹp anh em ạ có thể biết hết được là 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 là, là đây có thể biết hết được là hiện tại đang sử dụng bao nhiêu và đang lấy lưới bao nhiêu đấy quá là ngon luôn anh em có thể ngồi gần để sử dụng bluetooth anh em có thể ngồi xa đấy không lấy lưới nữa 18 w này 9 w này khi mà cắm điện đấy vào nhá cắm 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 tải vào nhá cắm tải vào thì nó mới phát đây là anh em này chỉ vài giây thôi bởi vì nó xông qua bluetooth nó cực nhanh đấy khi mình cắm tải vào mình lấy 750 w này 720 w này và chờ một chút khi mình có đủ tải rồi đấy hiện tại thì mặt trời không còn phát được nữa nó phát ra 313W và uh, thông qua máy thì còn lại là 296W và phải lấy lưới là 281W và để cho tải sử dụng là 739W anh em thấy chưa trời nó dâm xuống không có nắng nữa thấy chưa ok chưa đấy trong trường hợp mà nó nắng to quá xài không hết thì cái máy này nó sẽ tự điều tiết để hủy đi trong trường hợp mà trời nắng yếu hoặc cuối ngày thì nó lấy thêm điện lưới vào cho nên tất cả tất cả những cái thiết bị ở trong gia đình của anh em không cần phải xáo trộn một cái gì hết đấy cứ lắp như này cho em đây là át tổng này bên trên của át tổng kẹp cho phát cái ct vào bên dưới là sành ra hai dây một dây để đưa vào máy một dây để để sử dụng toàn gia đình ok chưa rất là dễ dàng thế thôi đấy à, nếu như anh em mình còn muốn tủ thêm đấu luôn như này thì nó rơi vào một triệu một cái tủ này Đấy. Còn nếu như không muốn tủ thì anh em mình cứ đấu thế em Tấm pin thì gắn vào đây. Điện lưới thì gắn vào đây và đưa xuống áp tổng như thế này. Thì kiểu gì thì kiểu nó cũng chạy ngon lành cành đào và giá của nó thì cực êm bởi vì cái thời điểm này là cái thời điểm tốt nhất về giá tấm pin anh em nhé. Với yếu bến tần này cũng rất rẻ đó. bến tần như những năm trước mà ví dụ 3 kW này nó phải mười mấy triệu. Nhưng bây giờ thì nó rất là mềm mại, rất ok anh em nhé. Đấy, thì cũng là một cái phương án để cho anh em mình lựa chọn với cái phương án này. Thì ưu điểm của nó là đơn giản dễ sử dụng bền bỉ tiết kiệm đấy nhanh hồi vốn nhưng mà cái nhược điểm của nó là không sử dụng được khi mất điện anh em nhé mất điện lưới là tịt đấy anh em mình phải, phải xác định rõ từ đầu mất điện lưới là tịt không thể nào chạy được nữa và anh em mình phải phải phải, phải uh, suy nghĩ kỹ vì đầu tư cho mình những cái bộ như thế này thì uh, với cái mục đích là giảm tiền điện ban ngày Đấy, các con các cháu đi chơi về bật điều hòa thoải mái không phải nghĩ thiếu là bù điện lưới thì ok này. Nhưng nếu như mà muốn mùa hè mà luôn phiên mất điện thì anh em mình không thể dùng con này được bởi vì con này mất điện là nghỉ anh em nhá. Rồi, ok anh em, anh em có thể sử dụng đến phương án là lắc power hoặc là sumri những cái con mà có hệ thống lưu trữ như thế này. Đấy, số tôi đấy, nhà em còn đầy. Thì uh, nó sẽ là rất hiệu quả để cho những lúc mất điện. Ok anh em, rồi. Chúc anh em có những cái sự lựa chọn phù hợp với lại túi tiền cũng như là uh, mục đích sử dụng. Ok, xin chào anh em.